Xin chào tất cả các bạn, lại là Mạnh đây. Chúng ta hãy ngưng uống cà phê tẩm mà hãy bắt đầu uống cà phê mộc. Trước đây, tôi cũng như các bạn, tôi cũng uống cà phê tẩm, cũng uống cà phê độn bơ, độn bắp rang, độn đậu rang cháy. Và tôi vẫn nghĩ đó là cà phê. Vì không có ai nói về cách sản xuất cà phê tẩm hay là cách để phân biệt cà phê hoặc là chia sẻ cho chúng ta về những tác hại mà cà phê tẩm mang lại khi chúng ta sử dụng một cách thường xuyên. Thời điểm mà mình bắt đầu tìm hiểu và thực sự suy nghĩ về vấn đề sức khỏe khi sử dụng cà phê thì mình đã nhận thấy được sự khác nhau quá lớn giữa cà phê độn tẩm hóa chất và cà phê mộc. Và những cái lợi ích mà cà phê mộc mang lại cho chúng ta khi mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Và để làm sao chúng ta có thể ngưng việc sử dụng cà phê tẩm và bắt đầu chuyển sang sử dụng cà phê mộc. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn 3 bước để mình thực hiện cái việc thay đổi này. Điều đầu tiên, chúng ta phải chiến thắng được cái suy nghĩ ở bên trong. Suy nghĩ bên trong ở đây là gì? Đó là chúng ta phải xác định được là cà phê tẩm nó rất là độc, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân mình, của gia đình mình, của những người xung quanh mình khi mà sử dụng thường xuyên. Và ngay khi chúng ta suy nghĩ như thế thì sẽ có một cái luồng suy nghĩ tiêu cực nó chạy ngang qua, nó nói với chúng ta rằng uống cà phê tẩm cũng bình thường, bao nhiêu năm nay mọi người uống cũng đâu có sao, tại sao phải thay đổi? Và chính những cái luồng suy nghĩ tiêu cực đó nó đã cản trở chúng ta thay đổi, cản trở tôi và các bạn không có từ bỏ được cà phê tẩm mà chuyển sang cà phê mộc. Vì vậy chúng ta phải loại trừ ngay cái suy nghĩ tiêu cực đó. Và chúng ta phải cài cắm được cái suy nghĩ vào trong đầu, đó chính là cà phê mộc có lợi cho sức khỏe hơn rất là nhiều. Và cũng là một cái luồng suy nghĩ tiêu cực nó sẽ chạy ngang qua, nó nói với chúng ta rằng cà phê mộc uống nhạt quá, cũng chẳng có hương vị gì hơn cà phê tẩm, tại sao chúng ta lại phải thay đổi? Và một lần nữa, mình lại phải chiến thắng được cái suy nghĩ cản trở này. Và chúng ta phải xác định rằng là cái luồng suy nghĩ cản trở này nó sẽ luôn luôn xuất hiện trước khi chúng ta có một cái hành động nào đó. Thứ hai, đó chính là mình phải tìm hiểu thế nào gọi là cà phê mộc và có bao nhiêu loại cà phê khác nhau, lợi ích của cà phê mang lại là gì và làm thế nào để mình uống được cà phê đúng cách. Và điều quan trọng nhất đó là chúng ta tìm được nơi bán cà phê ngon và tìm được cái người dẫn dắt, người chỉ đường để cho chúng ta thay đổi được cái thói quen cũ và chuyển sang cái thói quen mới. Và ở đây thì mình đã sử dụng cái kênh YouTube, kênh Internet để mình xem những cái chia sẻ của những cái người sử dụng cà phê. Và đó là cái kênh để cho mình có thể định hướng được cái hành động của mình tiếp theo. Bước thứ ba chính là hành động. Sau khi mà chúng ta thực hiện được hai cái bước trên thì cái bước hành động này là cái bước quyết định cái việc chúng ta có thay đổi được cái thói quen cũ hay không. Và chúng ta phải xác định là phải làm ngay cái việc tìm hiểu trên Internet, phải làm ngay cái việc là chúng ta đến quán cà phê, tìm hiểu quán cà phê ngon, đến quán cà phê đó thưởng thức một cái ly cà phê. Tiếp theo là chúng ta tập đánh giá cái ly cà phê của mình đang sử dụng thông qua cái việc chia sẻ của những chuyên gia, của những người uống cà phê, của những chủ quán cà phê và những kiến thức mà chúng ta đã mày mò tìm hiểu. Và chắc chắn rằng sau một thời gian bạn sẽ thấy được sự thay đổi trong cái cách sử dụng và đánh giá cà phê của mình. Bạn hãy tin tôi đi. Bạn chỉ cần 2 tuần cho đến 1 tháng khi mà bạn sử dụng cà phê mộc liên tục, bạn sẽ cảm nhận hoàn toàn khác về cà phê mộc. Và tôi tin chắc rằng bạn đã thay đổi được thói quen cũ là uống cà phê tẩm và chuyển sang thói quen mới, đó chính là sử dụng cà phê mộc. Và trên đây là những chia sẻ của mình về việc thay đổi uống cà phê tẩm, chuyển sang uống cà phê mộc. Và chúc các bạn thành công trong việc thay đổi thói quen uống cà phê của mình, để chúng ta cùng hướng đến một cộng đồng uống cà phê là phải mê. Các bạn hãy bình luận nếu muốn trao đổi thêm với mình và hãy đừng quên like hoặc là share nếu thấy hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.